À, anh cho em hỏi ở đây mình bán xe điện không anh? Em muốn mua một chiếc cho bà xã em mà tài chính tầm khoảng dưới khoảng 12 triệu có không anh? 12 triệu hả? Dưới 12 triệu có luôn, chiếc này không đến 12 triệu. Dạ. Chiếc này chỉ 11 triệu thôi. Vậy ha, xe này nó có gì hay không anh? Cho em biết với. Chiếc này đặc biệt nhất á là cái pin lithium. Ồ. Làm sao chạy được tầm 50 cây. Em nghe nói cái gì xe mà chở chó chở mèo gì có phải chỗ này không anh? Chỗ này nè. Cái này là xe này có nhiều màu không anh ha? Mà em hỏi anh cái này nè, làm sao mà anh biết được cái xe này á là đúng là đúng hàng xịn, hàng chính hãng, hàng Li Haze ha anh? Li Haze đây, sạc Li Haze này. Dạ. Cục sạc có chữ Li Haze này. Li Haze này. Dạ. Đấy. Cơ của Li Haze luôn. Cơ là có cái chữ Li Haze luôn. Cơ chữ Li Haze này em thấy rồi, thấy rồi. Không anh à. Quan trọng nhất là cơ chữ Li Haze này. Dạ. Rồi hiện tại bên anh xe này giá sao anh? Hiện tại anh đi bán thì giá thì không chịu thôi. Dạ. Dạ. Có mức em ở xa quá, cái này không biết có free ship không nữa. Bao ship nó. Em muốn coi thêm mấy cái màu sắc của cái dòng xe này, em lên đâu em coi anh ha? Xe điện Smart. Đây có cái bảng không anh? Đây có bảng không? Dạ rồi, em cảm ơn nha. Dạ, chúc anh sức khỏe bắt tay anh cái nha. Ok anh. Dạ.